tiếc thôi. Không thể kìm hãm sự sung sướng lại thì tôi lại phải lên xe vớ Tết vĩnh viễn dành tặng anh em he he he. Thỏi vàng thì nhiều quá tràn qua cả màn hình, hồng ngọc thì được tận 500 triệu, ngọc xanh được 1 tỷ. Vậy là vô hạn hồng ngọc thỏi vàng nhé anh em, chả tiêu hết được đâu. Tặng cho cái cỏ sức mạnh này cắn một cỏ tăng 10 tỷ sức mạnh tiềm năng. Server này anh em đã phải cày sức mạnh và được bỏ qua hết nhiệm vụ nhé. Đá ngũ sức này anh em cày set kích hoạt rồi đổi ra nhé. Tôi cần tí cỏ sức mạnh rồi thoát game vô lại cho anh em coi. Tăng một phát 40 tỷ luôn nha, giờ cắn nhiều xe như nào nha. Lên 290 tỷ luôn he 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 he. Xem có sốt tại đảo Kame nhé. Thằng này đưa anh em tới các map boss nhé, chắc anh em cũng quen với các server như này rồi. Các cải trang trong này anh em nhìn nó cùi cùi thế này thôi chứ chưa nhé, nâng cấp chỉ số lên cộng 10 được á. Quy lao có chuyển sinh nhé, mà phải nâng chỉ số lên mới chuyển sinh được nha, chuyển sinh tăng sức mạnh cực kê. Nâng lên cộng 1 rồi nha anh em, có thể kiếm đá ngũ sắc qua việc úp đồ kích hoạt rồi phần dã ra nhé.